chào quý khán giả rất thân mến của đài truyền hình Việt Nam America TV trên ban tần 57.3 của chúng tôi. Kính thưa quý khán giả, hiện tại thì Mỹ Linh đang có mặt tại Lee Sandwiches, ngay tại góc đường Broadhurst và Westminster. Và hôm nay ngay tại đây sẽ diễn ra buổi lễ mà The Franchise của Lee Sandwiches sẽ cùng nhau góp tiền lại để tạo một cái fund để mà đưa cho Westcott để giúp cho những người khó khăn. Lee Sandwiches là một doanh nghiệp rất là lớn của cộng đồng chúng ta. Họ có rất là nhiều franchise ở khắp nơi. Và những cái franchise đó không chỉ họ làm ăn kinh doanh mà còn góp tiền lại để dành những cái fund để mà có thể giúp cho Westcott, để giúp cho tất cả những người nạn nhân, những người bị bệnh hoặc là những người nghèo gặp khó khăn. Và đây chính là một nghĩa cử rất là đẹp của Lee Sandwiches mà hôm nay Mỹ Linh rất vui, rất trân trọng được chia sẻ cùng với quý khán giả sự kiện này. We always like to help with the community and the people who are in need. So many disasters out there. So we try our best to give back to the community. Quý vị nha, anh Jimmy cũng giới thiệu chúng ta là Lee Sandwiches luôn muốn giúp đỡ cộng đồng, luôn muốn ở bên cạnh cộng đồng. Cho nên là họ luôn luôn tổ chức những cái event như ngày hôm nay để mà góp tiền lại với nhau, để mà cùng giúp cho những cái người gặp khó khăn ở trong cộng đồng. Và đây là việc làm rất là thường xuyên của Lee Sandwiches. And then this event, how many often do you do every single year? It depends on the, you know, what happened in the world. So we always try our best to help whenever there's, you know, there's tragedy or victims of any kind of disaster. Quý vị Mỹ Linh có hỏi đó là những cái sự kiện này thì bao nhiêu lâu tổ chức một lần? Thì anh Jimmy cũng có nói đó là những sự kiện này thì depend on cái tình hình mà lúc đó ở thế giới hay là cộng đồng mà có cái việc gì đó thì họ luôn luôn làm. Tức là nó depend on cái hoàn cảnh là lúc đó như thế nào nữa. Thì những cái event như Lee Sandwiches hôm nay sẽ được tổ chức, thưa quý vị. Thank you, Mr. Jimmy. Okay, thank you very much. Thưa quý khán giả, và như quý vị thấy là những người nhân viên của Lee Sandwiches đang đếm tiền. Và những cái fund này đó là thật ra là do chính quý khách của Lee Sandwiches khi mà họ đến đây mua rồi bỏ dành trong những cái ống mà Lee Sandwiches để ở đây rồi cộng lại. Thì bây giờ là những người nhân viên đang đếm. Okay, so hi, what's your name? Joanne. Okay, so do we have a lot of coins today? We do have a lot of coins today. We're trying to sort it all out before we finish counting them. Okay, so got the question from? They're from the customer or? This is all from customers. All these jars are in our stores and they're all customer donations. And yeah, we would like to thank all our franchisees for helping us out by putting all the jars in their stores and letting customers donate from everywhere. Thank you. Như quý vị thấy đó là bạn có nói đó là tất cả những cái phone này là tất cả những số tiền này là tất cả đều là từ customer của Lee Sandwiches đã đến để mà donate cho Lee Sandwiches để mà đưa cho Westcott ngày hôm nay. Thưa quý vị, và họ cũng gửi lời cảm ơn hết tất cả những người khách đã có thiện chí đã donate cái tiền ngày hôm nay. Well, I'm here to celebrate the great American tradition at Lee Sandwiches. As you know, we Americans are a people that are very kind and very giving. We come to each other's rescue when we have disasters in America, but also in Japan, for example, when our friends around the world need help. I think Americans are always there to help whatever way we can. And today, Lee Sandwiches, the Lee family, has showed us and reminded us of that great American tradition. So I'm here to celebrate with the community for the contribution for this fundraiser for the Japanese victims of this terrible disaster. Và như quý vị thấy là ông Rookie cũng chia sẻ với chúng ta đó là ông đã có mặt trong sự kiện ngày hôm nay bởi vì thật là tự hào và vinh dự khi mà tất cả những người Mỹ ở đây đều mong muốn được cái hy vọng là sẽ giúp đỡ cho tất cả mọi người, những người gặp khó khăn trên thế giới, và Westcott chính là một trong những hội như vậy. Và thật là tuyệt vời khi mà gia đình Lee Sandwiches và đặc biệt gia đình Lee đã mà có một cái fund như vậy, đã mà cùng với những người customer của mình donation để mà cùng với tất cả những người Mỹ ở đây giúp cho những người gặp tai nạn. Và đặc biệt lần này chúng ta sẽ giúp đỡ cho những người gặp thiên tai tại Nhật Bản. Và đây sẽ là lý do mà chúng ta có mặt trong cái event ngày hôm nay. Xin kính thân ái chào tất cả quý khán giả của đài VNA TV. Bên cạnh tôi là tổng lãnh sự của Nhật Bản là ông Suchi Sudo. Hi,
Mr. Shuju, how are you? I'm good, thank you. Well, how do you feel when you have this event? Yeah, it's very, very nice. So I was surprised that such a great amount of donation from every restaurant, these sandwiches. And so this event is really good, and this donation from Vietnamese people must help the Japanese victims in Japan. Thank you so much. Thưa quý vị, như ông là chủ quán cũng đã có chia sẻ cùng với chúng ta, ông thật là bất ngờ khi mà đến với event này, và ông không ngờ là tất cả những cái người của franchise của Little Witches đã mà donate để mà giúp đỡ cho những người Nhật, và ông cũng thật là vui và cảm ơn tất cả mọi người, những người Việt Nam đã donate, đã góp phần một tay vào việc mà giúp cho những người Japan, và ông thật sự rất vui khi mà hiện diện với chúng ta trong buổi event ngày hôm nay. Thưa quý khán giả, một doanh nghiệp thành công thật sự không bởi chỉ vì họ kinh doanh giỏi, nhưng có lẽ cũng một phần vì họ đã làm những điều tốt. Người ta vẫn thường nói thiên thời địa lợi nhân hòa, và có lẽ Little Witches đã làm được tất cả những ba yếu tố đó. Họ có những người khách hàng thật sự rất là rộng lòng, và như quý vị thấy ngày hôm nay, Westcott đã thành công khi mà có rất là nhiều người khách đã donate cho họ, để donate cho Little Witches, để mà đưa tiền cho Westcott cùng giúp đỡ cho những nạn nhân bị thiên tai tại Nhật Bản. Và thiết nghĩ rằng Nissan Witchy đã làm được một nghĩa cử thật là cao đẹp, thật là tuyệt vời. Và có lẽ những tấm lòng của họ để giúp cho họ thành công hơn nữa trong thương vụ của mình. Và mong rằng chúng ta sẽ còn có nhiều nhiều hơn nữa những doanh nghiệp có tấm lòng hảo tâm, có tấm lòng ưu ái như vậy đến với những người nạn nhân gặp khó khăn. Và rồi tất cả những người nạn nhân ấy sẽ có một cơ hội để thay đổi cuộc sống, và mong rằng thế giới sẽ ngày càng tốt đẹp hơn với những nghĩa cử cao đẹp của chúng ta. Và thay mặt cho Lưu Sơn Quý Chi, xin cảm ơn tất cả những người khách hàng thật tuyệt vời. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ cho Lưu Sơn Quý Chi. Xin chân thành cảm ơn. Đây là Mỹ Linh, tường trình từ đài VNA TV. Quý vị coi đài VNA TV 57.3. Yeah!